Vi vu cùng đất nước Việt Nam hữu tình xinh đẹp. Hôm nay là ngày rằm 14 tháng 7 âm lịch 2024. A Di Đà Phật đến quý hữu duyên trong nước và quốc tế an lành và hạnh phúc. Vâng, rằm tháng 7 của chúng ta gọi là Vu Lan, nơi mà chúng ta nhìn về mẹ cha, tổ tiên ông bà, nơi quê hương sinh thần dưỡng dục chúng ta. Quê hương là chùm khế ngọt, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi mỗi ngày. Quê hương tôi bên dòng sông Linh Giang, chảy ra sông Dân tuyệt đẹp, có tên xã Thân Chợt, huyện Bố Chợt, tỉnh Quảng Bình. Từ đèo ngang đi vào khoảng 50 km, cận đường quốc lộ 1A, với cận Sơn Thủy hữu tình của dải Trường Sơn Đông đổ ra biển, có dòng sông Dân huyền thoại nơi chia cắt Bắc Nam hai miền Trịnh Nguyện, nơi ghi dấu những chiến công hiển hách của các bậc tiền nhân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của dân tộc. Ngày hôm nay, sau 50 năm đất nước thống nhất, Giang Sơn thu về một mối, quê hương đang đổi sắc từng ngày. Màu áo mới của quê hương đang thay da đổi thịt, nhà lầu, xe hơi thay thế những túp lều tranh tạm bợ ngày xưa. Cơ sở vật chất hạ tầng nay hết sức là bề thế và không còn lo cận mưa bão hàng năm nữa. Ngài Thích Minh Tuệ hữu duyên trở về quê nhà tại xã Kỳ Văn, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ghé thăm địa bàn của tỉnh Quảng Bình nói chung, với chiều dài hơn 100 km đường quốc lộ đi qua các huyện Quảng Chợt, Bố Chợt, thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, dừng chân tại xóm Lòi, thôn Tiền Phong, xã Thân Chợt, huyện Bố Chợt, tỉnh Quảng Bình cùng quý tăng đoàn ngư ngủ lại một đêm. A Di Đà Phật tại nghĩa địa của thôn Tiền Phong. Với những tâm tư tình cảm nổi lòng, người dân hết sức yêu mến ngài và quý tăng đoàn đã dựng một lều trại hết sức khá kiên cố. Đoàn tu hành của chúng ta đã cư ngụ ở đây từ lúc 16 giờ ngày 4 tháng 4 2024 sau cơn mưa chiều sông vào mùa hè đỏ lửa Bình Chỉ Thiên. Sau đó thì đoàn lại tiếp tục, khi bình minh lên, cơn mưa qua đi, ánh nắng lại đến, đoàn tu hành lại tiếp tục tiến về phía trước, đi ra đường quốc lộ và tiến vào Nam. Con đường vi vu của ngài có rất nhiều các YouTuber, TikToker, phóng viên của các báo chí đưa tin về kiếp bộ hành khổ hạnh 13 của ngài. Mảnh đất Quảng Bình nói chung và huyện Bố Chợt nói riêng, quê hương Thân Chợt anh hùng nói riêng hết sức vinh hạnh chào đón quý ngài Thích Minh Tuệ cùng với quý tăng đoàn đã có duyên với mảnh đất này. Cầu chúc cho những vong hồn được siêu thoát, được trở về nhà với tổ với tiên. Cầu mong cho mảnh đất và con người nơi đây thật nhiều bình an, may mắn và phát triển hơn nữa. Cầu mong cho mùa màng quê hương ngày càng tốt tươi, có những cái kết quả. Cầu mong cho kinh tế của địa phương không ngừng phát triển về mọi mặt, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, cũng như các ngành nghề về xây dựng, xuất khẩu lao động rồi du học. Đoàn tu hành của chúng ta cũng đã nhận được những cái tình cảm thân thương của xóm làng với việc những cái bữa ăn khất thực, bà con đã chuẩn bị hết sức là chu đáo và tận tình cho ngài Thích Minh Tuệ cùng với tăng đoàn. Hiện nay với sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, của tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Chợt, thì xã Thân Chợt là xã đi đầu trong phong trào xuất khẩu lao động vào những năm 80 của thế kỷ 20. Đến bây giờ đã là thế hệ thứ 3,
có mặt tại các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Canada, New Zealand, Australia, Pháp, rất nhiều nước ở châu Âu, mang về một cái lượng ngoại tệ hết sức là dồi dào cho địa phương. Cảng Dân là một cái cảng có nước sâu, hết sức là rộng, đổ ra biển. Và xã Tân Trật nằm ngay cái cửa đổ ra biển của dòng sông Dân huyền thoại, với mực nước hết sức là xoáy. Và chúng ta biết rằng cầu sông Dân được người Pháp xây dựng những năm 1995 đến năm 2000 hết sức là gian truân. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, Quảng Bình gồm có các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa và Minh Hóa đang là một cái địa phương có tốc độ phát triển về mặt kinh tế, du lịch, dịch vụ hết sức là tuyệt vời. Quảng Bình có bãi biển đẹp, có danh lam thắng cảnh, các bãi biển đá nhảy Nhật Lệ, Trung Trạch, rồi có suối Mơ, đặc biệt là có động Phong Nha Kẻ Bàng, một cái hệ thống quần động hết sức tuyệt vời với hang Sơn Đòn, Thiên Đường, rồi cửa Hải Quan ở ngay đèo Ngang. Đi về Phong Nha Kẻ Bàng, chúng ta ngược dòng sông Dân, đi vào sông Son và ghé thăm những cái bãi biển tuyệt đẹp với bờ cát và những cái di tích lịch sử đã có hàng mấy trăm năm của thời Chúa Nguyễn được xây dựng tại đây. Bên cạnh dòng sông Nhật Lệ, mẹ Suốt chèo đò sinh năm 1908, mất năm 1968, là vị anh hùng của đất nước Việt Nam, mảnh đất Quảng Bình thân thương. Hân hoan chào mừng quý vị khán giả trong nước và quốc tế trở về với quê hương Quảng Bình, trang trang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Chúc tất cả quý vị an lành.